Dính khớp sọ ở trẻ em là chủ đề chính được các chuyên gia hàng đầu tại Anh Quốc chia sẻ trong hội thảo cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn trong gây mê hồi sức và phẫu thuật sọ mặt vừa diễn ra tại Hà Nội. Theo các chuyên gia, dị tật dính khớp sọ ở trẻ em là một dị tật bẩm sinh xảy ra khi các đường khớp sọ dính với nhau sớm. Việc dính sớm này làm em bé có hình dạng hộp sọ bất thường vì xương không mở rộng bình thường theo sự phát triển của não bộ. Dị tật thường biểu hiện trong giai đoạn bào thai đặc trưng bởi hình dạng đầu bất thường và ở một số bệnh nhân có khuôn mặt bất thường. Trong một số trường hợp, sự gia tăng trưởng của xương sọ bị hạn chế, gây gia tăng áp lực nội sọ và có thể dẫn đến nhức đầu, vấn đề thị giác hoặc chậm phát triển. Tại đây, các chuyên gia Anh Quốc cũng hướng dẫn các bác sĩ những yếu tố cần cân nhắc trong gây mê sọ mặt.